Rồi, xin chào các bạn nha. Trưa hôm nay mình giao lưu cho các bạn một cái cây mai cúc rinh hàng đại. Thì cây này nó có chiều cao tổng thể của nó là từ bề mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 1,2 m. Độ rộng tán hai bên là 75. Đó. Đây, cây này mình cho thoát thân này. Lúc trước là có các hai cái tay dưới. Đó. Các hai tay dưới. Còn quanh thân mình đo chỗ eo như này á là 25 nha. 25. Còn cái quần thân ở trong này mình không có đo được bởi vì nó bị dính nó vô cái phần cũ này rồi. Nếu mà đo quần thân này nó rơi được tầm gần 30 á. Còn mình chỉ đo chỗ eo nhỏ nhỏ này thôi là 25 nha. Này coi cúc trinh lớn thì nó cũng mười mấy 20 năm rồi anh em. Rồi. Chung cây các tay cành rồi cù gút. Đó, giờ nó tụ lấy dê rồi anh em ha. Thoát thân rất đẹp, cây này nó có bộ cái phanh cái cũ nó này thoát đi lên này. Đó, nó tạo ra thành một cái hốc nó cực kỳ đẹp, nó sáng sáng hình tròn ốc đó. Căng vút luôn. Rất lớn nha, nó xù lên trên phần tay một bị cắt này, nó xù lên tới đây rồi, còn nguyên cái dàn gốc của nó là nó xù rồi. Cái này thì bấm cù thôi, bấm cù mình giữ form giữ dáng thôi. Cây tông lỡ cho thoát thân lên rất đẹp. Phanh rất là đẹp. Lớn lắm nha này, rất là lớn à. Cây bấm cù gút rồi, cây này nằm chậu 60, chậu này chậu xi măng rồi. Thì mình muốn báo giá cho cây này là giá 25 triệu nha anh em, giá tại vườn không bao cước nha. Cây mai cúc rinh hàng đại rồi. Anh em nào thích cây mai này thì liên hệ nha, số điện thoại 0849 020790. Coi có một bộ thoát thân rất là đẹp nha, 25 triệu nha anh em, giá tại vườn không bao cước nha anh em. Đó, còn nếu anh em ở nào ở xe thì mình có thể mình thương lượng thêm ha. Mình muốn báo giá bán ban đầu là 25 triệu, mình có báo giá công khai và anh em cảm thấy thích thì mình giao lưu. Rồi, xin chào ha. Coi form lùng thôi cũng không có cao, do mình chơi cù á, chơi cù coi chứ không có thích nó form rộng. Có hai cành bên dưới là mình cắt đơn cho nó thoát thân, nhìn được bộ gốc đế của cây rồi. Các mạch cắt của nó gom rất là mạnh, gom là không. Giờ đây là cái rong rêu nó bám này, rêu xanh cây rất là dẻ coi nha này. Đó, nhìn dàn lá này, lá nó tụ già đầy đủ hết rồi. Rồi, 25 triệu nha anh em, có mã cúc rinh hàng đại nha anh em.